Dạ rồi, để tiếp tục phiên live ngày hôm nay thì em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em 4 chiếc nón siêu phẩm hàng chuẩn cấp phát nha. Thì em Kiên sẽ chia làm 2 phiên live cho anh em. Thì đối với cái phiên live này sẽ là phiên live về nón hàng chuẩn cấp phát nha. Rồi, ở trong phiên live ngày hôm nay em Kiên sẽ lên tất cả những mẫu sản phẩm anh em có thể thấy trên màn hình hay nha. Và khởi động cho phiên live này thì em Kiên sẽ có một cái set combo 250.000. Bao gồm hai món ăn chơi nha. Một là về cái nón, hai là anh em mình có thể lấy thắt lưng nha. Hai nón hoặc một nón một thắt lưng hoặc là hai thắt lưng đều được, anh em nào muốn lấy bất cứ mẫu sản phẩm nào cũng được ha. Rồi, về thêm những cái mẫu túi như thế này nữa cho anh em và những cái ba lô tác chiến như thế này nè, rất là độc nha anh em. Đây nè, anh em mình thấy không? Hai cái phần đai thắt như thế này ha, cầm rất êm tay nha. Và sẽ có thêm những cái siêu phẩm xưa để mà phục vụ cho anh em mình nha. Đây. Rồi, trong phiên live này thì em Kiên sẽ free ship tất cả những mẫu sản phẩm em Kiên có trên phiên live này ha. Làm ra anh em nào có quan tâm thì có thể nhấc máy lên alo cho em Kiên qua số điện thoại em Kiên hiển thị phía dưới góc trái màn hình nha. Rồi, cùng nhau bước vào phiên livestream này nha anh em. Về mẫu sản phẩm đầu tiên mà em Kiên muốn lên giới thiệu với anh em là một cái chiếc nón của Thủy Quân Lục Chiến, hàng mới cứng nha anh em, chưa qua sử dụng. Chiếc này là được sản xuất đời năm 1966, tất cả nguyên siêu hết nha. Ngày hôm nay để mà anh em mình kiếm một cái chiếc nón mà hàng Thủy Quân Lục Chiến như thế này nó không phải là chuyện đơn giản, rất là khó luôn. Đây nè, anh em mình xem nè, trên bao này thì nó sẽ để cái bản hướng dẫn sử dụng nè và các lưu ý ha và thông tin giới thiệu về cái chiếc nón này. Rồi cho phiên live này thì em Kiên xin phép em Kiên sẽ được khui chiếc này để mà em Kiên khui trực tiếp trên live để mà em Kiên đi review cho anh em mình xem ha. Rồi đây, ngày hôm nay nha, để mà anh em mình kiếm được một cái chiếc nón hàng Thủy Quân Lục Chiến mà đời năm 1966 mà còn trong bao mới cứng như thế này, nó không phải chuyện đơn giản nha anh em, rất là khó. Đây anh em mình xem nè, siêu phẩm nha anh em. Đây nè, nó sẽ sở hữu một cái màu vàng cát nhìn rất là đẹp ha. Rồi đây nè, anh em mình xem nè, chiếc này là được sản xuất năm 1966 ha, được nằm trong mã một thùng số 18. Đợt trước thì em nhớ là em có bán một chiếc nằm trong mã một thùng số 24 lần, thì chiếc này là nó được nằm trong những cái mã một thùng gần chạm đầu nè, một thùng số 18 ha. Đời 1966, anh em mình xem nè, tức cả những dây rút này nè bằng bố và chưa xỏ nha anh em, chưa đụng gì hết ha. Rồi những cái chốt tán này nè, anh em mình xem này, những cái dây này ha là nguyên zin hết. Đây anh em mình xem nè, em Kiên sẽ cho anh em mình xem được cận cảnh hơn nha. Mới cứng, từng chốt tán như thế này nè, anh em mình xem nè ha, rất là mới nha. Và khi mà anh em mình mở ra, anh em mình sẽ hửi được một cái mùi, phải nói là có một cái mùi không thể nào giả được, một cái mùi lưu kho của Mỹ nha anh em. Rồi, ở trên này thì hàng Thủy Quân Lục Chiến thì họ luôn luôn để thêm một cái pin bằng đồng nha. Mà vì cái nón này nè là hàng Thủy Quân Lục Chiến, đâm ra nó sẽ sơn tĩnh điện màu đen lên ha. Rồi, chiếc nón này hôm nay thì nó sẽ có một cái giá trị sưu tầm tương đối rất cao nha anh em. Rất cao ha. Rồi chiếc nón này sẽ có mức giá là 2.800.000 nha anh em. 2.800.000 cho một cái chiếc nón này. 2.800.000 nha. Tình trạng mới cứng trong bao còn nguyên zin hết. Khi mà em gửi cho anh em thì anh em mình cứ yên tâm một điều là em sẽ đóng vào một cái thùng rất là to, một cái thùng mút rất là to ha, để bảo quản cái chiếc nón này nó sẽ không có bị cứng móp ha. Tại vì em cũng đã bị tình trạng một lần rồi, em gửi cho một người anh em ha, mà cái đơn hàng á nó tấn vô như thế này nè, đâm ra khi gửi đến cho anh em là cái nón nó bể hết. Đâm ra là đó là một cái bài học cho em ha. Thì hôm nay em Kiên sẽ gửi cho anh em, em Kiên sẽ đóng rất là cẩn thận, đâm ra anh em mình cứ yên tâm ha. Rồi tình trạng mới cứng 100%, đời 1966 đến thời điểm ngày hôm nay là gần 60 năm rồi, gần một đời người rồi ha. Cụ này phải nói là rất là lớn tuổi rồi ha. 2.800.000 free ship, anh em nào quan tâm về cái chiếc nón này thì có thể nhấc máy lên alo cho em Kiên để được sở hữu cái chiếc nón này nha. Rồi tiếp theo nữa đây, em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu cho anh em một cái chiếc nón đời 1959, 65 năm tuổi đời, riêng đời 6 múi này nè. Một cái chiếc nón nhôm 6 múi đời 1959 có phủ kẽm chưa qua sử dụng nha anh em, rất là hiếm nha. Riêng nha, bản đời 66, cái múi của đời 66 nó sẽ khác với lại cái múi của cái đời 59.
Đây nè, em Kiên sẽ so cho anh em nha. Về cái muối, đây nè, đại loại như là đó là về phần 12 muối của đời 66 nè. Nè, 12 muối của đời 66 và 12 muối. Đây nè, và 12 muối của đời 59. Đây nè, tình trạng của chiếc nón này là mới cứng nha nè. Mới cứng nha. Đối với những cái chiếc nón mà 12 muối nha, 12 riêng về những cái chiếc nón 12 muối này á, lúc nào cũng vậy á, nó sẽ có phủ kẽm. Thì đâm ra khi mà anh em mình cầm lên á, anh em mình thấy là nó bóng như thế này ha, nhưng mà gọi là bóng zin nha. Anh em mình xem nè. Một cái chiếc màu bóng zin nha. Đó, em Kiên sẽ hạ cái ánh sáng xuống một xíu cho anh em mình xem nè. Đó, một cái màu bóng zin nha anh em. Đó, như cái màu như thế này là thực tế nhất nè. Một cái màu bóng zin nha. Và tình trạng của chiếc nón này là chưa qua sử dụng nha anh em. Tình trạng là chưa qua sử dụng nha. Tất cả các dây zin này nè vẫn còn nguyên zin hết ha. Và tất cả những mã mộc, hãng đồ, tất cả mọi thứ là đều nguyên zin hết. Ở phần đây nè, là nó sẽ có những cái size vòng đầu cho anh em mình ha. Cho anh em nào vòng đầu là cỡ tầm dưới 55 đến 60, 61 vẫn đội được cho em. Đâm ra anh em mình cứ yên tâm nha. Quan trọng là về cái anh em mình có ưng và cái chiếc nón này hay là không ha. Rồi, chiếc nón này nè, thì vì nó là mới cứng, đâm ra là nó sẽ không có những cái dây nha. Những cái dây nha. Thì em Kiên sẽ có cái giá 2.8 triệu. Thì nó chỉ riêng về phần cái chiếc nón này với hai chưa qua sử dụng. Đây là vẫn phải báo cho anh em nha. Đâm ra là nó trong cái quá trình vận chuyển nó không có kỹ nè. Đâm ra là nó hơi bị chày nhẹ ở phía này ha. Còn tổng thể chiếc nón này em Kiên sẽ cam kết cho anh em là chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng ha. Rồi, những cái chiếc nón này thì anh em mình cứ yên tâm một điều á, là luôn luôn em sẽ có những bán thêm cho anh em. Dạ rồi, ngoài ra nha, em sẽ luôn luôn về thêm những cái phần nón, những cái phần dây zin theo nón ha. Đối với những cái phần dây này nè, thì anh em mình cứ yên tâm một điều á, đây là hàng zin. Anh em mình không cần phải độ chế gì hết. Mình về mình sẽ lắp trực tiếp vào trong những cái chiếc nón này ha. Đây nè, anh em mình xem là tất cả cái hãng nè, đúng hãng theo cái nón là MSA ha, đúng hãng theo cái nón. Và đây nè, tất cả những mã mộc thùng, tất cả mọi thứ là hàng zin của Mỹ nha anh em. Đó là những cái phần này nè. Về cái cách thức sử dụng á, thì nó cũng rất là dễ. Khi mà anh em chốt thì chốt thêm cái dây này nữa, thì em Kiên sẽ hướng dẫn sử dụng cho anh em sau ha. Rất là dễ. Nó có những cái mắt gài như thế này nè. Anh em mình sẽ gài trực tiếp vào trong những cái chiếc nón ha. Đó, nó sẽ có những cái phần nón này nè. Anh em mình sẽ gài trực tiếp vô trong chiếc nón nha. Rồi, giá cho một cái sợi dây như thế này thì nó sẽ là 200.000 nha. 200.000, anh em nào mua lẻ là anh em nào mua lẻ một sợi dây như thế này nè là 250.000. Còn anh em nào mà mua kèm với nón thì em Kiên sẽ bán anh em mức giá là 200.000 nha. Rồi, đó là về mẫu sản phẩm thứ hai mà em Kiên muốn mang lên giới thiệu với anh em. Rồi tiếp tục về mẫu sản phẩm thứ ba, em Kiên về được hai chiếc nón vành 12 muối đời 1966 nha anh em. Nhôm phủ kẽm nha. Rồi riêng những cái đời này á, thì riêng đời 12 muối này á, thì nó mới có phủ kẽm thôi. Còn những cái đời mà 6 muối mà về sau này á, đa số là bằng nhôm không mà, chứ nó không có phủ kẽm. Rồi, đây là hai chiếc nón nha. Tình trạng cũng chưa qua sử dụng, mới cứng. Mới cứng ha. Rồi giờ em Kiên sẽ đi review vào cái chiếc nón nhôm đầu tiên đi. Nón nhôm 12 muối vành đầu tiên đi. Anh em mình xem nè. Nó đẹp cỡ này nè anh em. Rồi, em Kiên sẽ đi soi cận cảnh cho anh em mình xem ha. Và những cái chiếc nón đời năm 66 này á, thì nó sẽ có những cái vết xước lông mèo nha. Có những cái, nó sẽ có tình trạng gọi là bị những cái vết xước lông mèo nè. Anh em mình xem nè ha. Đó, hơi bị những cái vết xước lông mèo ha. Rồi, còn tổng thể chiếc nón này thì từ 1966 đến ngày hôm nay thì nó cũng tương đối là như vậy là đẹp rồi ha. Nhưng mà bao cho anh em là cái nước kẽm này vẫn là nguyên zin. Vẫn là nguyên zin ha. Cái nước sơn kẽm này nè vẫn là nguyên zin. Vành này thì hầu như là tất cả các vòng đầu của anh em mình đều sử dụng được ha. Từ 55 đến 61 vẫn sử dụng được cho em. Hãng cũng là MSA ha. Đây, tất cả mọi thứ là nguyên zin hết. Hướng dẫn sử dụng nè, vẫn còn nguyên hết ha. Vành da rất là mềm nha anh em. Từ 1966 đến bây giờ, nếu mà người nào sử dụng rồi ha, bóp vô một cái là bể liền.
Nhưng mà những cái chiếc nón nào mà chưa qua sử dụng á, anh em mình xem nè, từ cái nước da nè, cái da zin nè, anh em mình thấy không, nó mới cứng, nó bóng loáng luôn. Và cái những cái miếng nhựa lòng như thế này còn rất là dẻo nha, rất là dẻo ha. Rồi à, cái chiếc nón này thì nó sẽ có mức giá là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000. Đó, tình trạng là bị xước lông mèo như thế này nè, đó, hơi xước lông mèo ha. Rồi à, tiếp tục về phần nón vành 12 múi thứ hai. À, về độ mới của chiếc nón này thì nó sẽ mới nhiều hơn so với cái chiếc kia. Tức là cái chiếc này nè thì nó sẽ hơi bị xước dăm dăm nhẹ nha, nó hơi bị xước dăm dăm nhẹ, ở gọi là xước lông mèo anh em, xước dăm dăm nhẹ. Thì cái chiếc này thì được cái là nó đẹp hơn, nó đẹp hơn cái chiếc này ha. Chiếc này được cái là nó sẽ có thêm một cái sợi dây bi hàng Thái nữa ha. Tình trạng cũng hầu như rất là mới, chưa qua sử dụng luôn. Chiếc kia thì cũng chưa qua sử dụng, nhưng mà độ mới, cái độ đẹp nó không có đẹp bằng cái chiếc này ha. Rồi chiếc này cũng đời 1966 MSR luôn. Chiếc này hầu như tất cả các vòng đầu của anh em mình đều sử dụng được ha, 55 đến 61. Chiếc này thì sẽ có mức giá là 2.800.000, 2.800.000 nha, 2.800.000 cho cái chiếc nón này ha. Đó, anh em nào muốn gắn cặp dây zin nữa thì kia sẽ đẩy cho anh em một cái mức giá nó sẽ hợp lý hơn. Rồi ngày hôm nay để mà anh em mình kiếm được những cái chiếc nón vành 12 múi phụ kẽm mới cứng như thế này, nó không phải chuyện đơn giản. Đâm ra anh em mình nên cân nhắc thật là kỹ về cái tài chính của mình nha, và xem xét coi nó có hợp lý không thì anh em mình hãy chốt nha. Rồi cảm ơn anh em mình rất nhiều, em Kiên mong sẽ được gặp lại anh em trong những phiên livestream tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại ạ.